Rồi, hello, chào mừng tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của em ngày hôm nay. Và tiếp tục là những nguồn thông tin mới nhất về vụ nam sinh Bình Định do Sài Gòn nhập học và đã tự tử trên sông Sài Gòn. Và hôm nay, qua nhiều ngày nghiên cứu và tìm hiểu thông tin từ rất nhiều quý vị khán giả, thì hiện nay đang có hai cái luồng thông tin chính trong cái video ngày hôm nay. Đầu tiên thì rất nhiều quý vị khán giả đã nói rằng là sẽ yêu cầu để điều tra lại cái vụ án này. Có nghĩa là nhiều người nói rằng là sẽ cần cơ quan công an sẽ vào cuộc và điều tra vụ án này, điều tra lại nha quý vị. Bởi vì rất nhiều người nghi ngờ rằng là sẽ phải trả lời rõ cho mọi người biết được rằng là tại sao Nghĩa lại vào thành phố Hồ Chí Minh để có thể là nhảy xuống sông Sài Gòn. Và thứ hai là sẽ điều tra những cái nguyên nhân. Và đặc biệt là có một cái thông tin mới là xác của em Nghĩa đã được nổi lên từ đêm ngày hôm trước. Và sau đó khi cơ quan chức năng họ tìm đến thì xác lại chìm. Đó cũng là một cái thông tin mà chúng ta đáng phải suy ngẫm nha. Có nghĩa là xác đã nổi lên rồi, có người đã nhìn thấy rồi, xong rồi lại chìm. Và đến tận sáng ngày hôm sau 15 tháng 2 thì mới bắt đầu là tìm thấy. Đó, và tiếp theo cái một thông tin nữa mà quý vị khán giả cũng có nói với em rằng là em Nghĩa đi tự tử là đúng. Đó, nhiều người lại kết luận như vậy và nói rằng là cái nguyên nhân vì sao. Bởi vì họ nói rằng là nếu như em Nghĩa mà bị sát hại thì em Nghĩa sẽ không bao giờ tự ý bắt xe ôm đến trường đại học. Bởi vì nếu như em Nghĩa mà bị sát hại thì em Nghĩa sẽ không thể nào mà một ngày đó sẽ không liên hệ với gia đình. Thì người ta là có một cái hướng như vậy. Và họ nói rằng là chắc chắn rằng là em Nghĩa có thể tự tử vì áp lực học hành. Đó, thì dựa trên những cái yếu tố đó thì em sẽ phân tích ở cuối cái video này. Và ở đầu cái video này thì em sẽ phân tích cái nội dung là như sau. Là có nghĩa là theo cái nguồn thông tin mới nhất từ cơ quan điều tra thì họ có nói rằng là Nghĩa có thuê xe ôm chở tới Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ở quận Bình Thạnh. Và sau đó em lại đón một chiếc xe ôm khác đến địa điểm trên đường D2, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Và tiếp đó thì em lại đi bộ đến một khách sạn trên đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh và thuê phòng ở đây và ở lại vào 6 giờ 8 phút. Đó, có nghĩa là cái hôm buổi sáng ngày 12 tháng 2 đó thì em đến bến xe miền Đông thì em có bắt hai lần xe ôm để đến khách sạn. Và sau đó thì em đã đi bộ để đến khách sạn để thuê phòng. Và công an xác định là đến chiều cùng ngày thì Nghĩa ra ngoài và sau đó thì lại trở lại thuê phòng. Có nghĩa là cùng ngày hôm đó thì Nghĩa đã ở từ sáng đến chiều. Và sau đó thì Nghĩa đã trả phòng và sau đó lại quay trở lại thuê lại ha. Và đến 3 giờ 55 phút ngày 13 tháng 2, em mang theo ba lô đi ra khỏi khách sạn và đi bộ về khu vực KDL Tân Cảng. Đó, trên đường Ung Văn Khiêm. Thì theo cái thông tin này chúng ta có thể thấy rằng là ghi rất rõ là Nghĩa mang theo ba lô đi ra khỏi khách sạn. Như vậy thì chúng ta có thể kết luận rằng chính xác là cái vali vẫn còn ở khách sạn nha quý vị. Đó, thì cái này thì mình chắc chắn rằng là cơ quan công an họ đã điều tra rồi và có cái quyết định như vậy. Và cái vali thì bây giờ chúng ta sẽ không phải tìm kiếm nữa. Bởi vì cái thông tin đã tìm hiểu cả ngày hôm nay thì đã chính xác rồi, là Nghĩa đã mang ba lô ra khỏi khách sạn. Thì có nghĩa là cái vali vẫn còn nguyên ở trên khách sạn đúng không quý vị? Bởi vì Nghĩa đã kéo theo một vali và mang theo một ba lô. Đó, và có một cái thông tin rất là lạ như thế này. Có nghĩa là khi mà tìm thấy xác của em Nghĩa thì em nằm trong cái tư thế là nằm ngửa. Nằm ngửa nha quý vị. Thì mình hỏi với tất cả mọi người một cái thông tin như thế này. Là cục đá ở đằng sau lưng của Nghĩa là 10 kg và đeo ở trên lưng. Thì theo lời kể của người vớt thì Nghĩa cái ba lô đó vẫn còn khoác ở trên người. Và theo cái tư thế nằm ngửa thì cũng rất là hợp lý, bởi cục đá nặng nó sẽ kéo cái người nằm ngửa. Nhưng tôi không thể hiểu được rằng tại sao cái tay của họ vẫn có thể giữ được cái ba lô. Bởi vì nếu mà nằm ngửa sẽ phải tay giữ như thế này quý vị ạ, thì cái ba lô nó mới nằm ở trên người và nó sẽ không bị tuột ra. Nhưng có một cái lạ ở đây mà có quý vị khán giả đã phân tích rằng có hai trường hợp xảy ra. Ví dụ như em Nghĩa mà nhảy từ trên cầu xuống thì chắc chắn cái ba lô sẽ tuột khỏi người. Trường hợp thứ hai là có người đẩy em Nghĩa xuống khi em đã tử vong ở trên bờ thì cái ba lô mới không bị tuột mất. Đó, đây là cái phân tích của mọi người chứ không phải là một cái suy nghĩ áp đặt nha. Nhưng mà có lý nha quý vị. Bởi vì họ nói rằng là nếu như mà em nhảy xuống sông thì chắc chắn rằng là cái ba lô sẽ bị tuột khỏi người ngay. Nhưng đây thì cái ba lô vẫn còn nguyên. Và đặc biệt hơn nữa thì trên người em thì cái ba lô nó vẫn còn đó. Và cũng cái thông tin chúng ta phải thấy đây là khi đến hẻm 293 đường Ung Văn Khiêm thì Nghĩa đi vào hẻm và hướng ra bờ sông Sài Gòn. Camera an ninh gần nhất thể hiện 4 giờ 3 phút ngày 13 tháng 2 thì Nghĩa leo qua hàng rào ra bờ sông. Rồi,
chúng ta có thể thấy được rằng là cái quãng thời gian nhá là 3 giờ 55 phút ngày 13 tháng 2 thì em mang ba lô đi khỏi khách sạn. Có lẽ lúc đó là vào tầm 4 giờ sáng nha quý vị, lúc đấy trời rất là tối. Và em Nghĩa có trả phòng và không có kéo theo vali mà chỉ mang ba lô thôi. Và đến 4 giờ 3 phút ngày mùng 3 ngày 13 tháng 2 thì camera an ninh gần nhất thể hiện là Nghĩa leo qua hàng rào để ra bờ sông. Đó. Và ở đây thì chúng ta cũng không có ghi rõ rằng là Nghĩa đã nhảy xuống sông ở khu vực nào. Bởi vì camera an ninh họ chỉ có ghi rằng là Nghĩa leo rào qua bờ sông thôi. Và thông tin trên cái tờ Vietnamnet cũng có nói rằng là cho biết thêm nhé, là quá trình điều tra cơ quan công an họ đã làm việc rất rõ về cái việc là di chuyển cũng như cái chết đau lòng của nam sinh viên. Và họ kết luận là họ đã làm rất rõ. Và theo đó nguyên nhân Nghĩa thì đến cái chết là vì vấn đề gặp về tâm lý do áp lực việc học hành. Và phía công an của Bình Thạnh đã làm việc với gia đình để cung cấp những thông tin quan trọng này. Thì theo thông tin mới nhất thì có nghĩa là họ nói rằng là họ đã tìm được thông tin rất là kỹ để kết luận về cái nguyên nhân mà Nghĩa đã qua đời. Nhưng cái điểm ở đây chúng ta có thể nói rằng là rất rõ ràng là Nghĩa tự tử nhưng lại không biết hòn đá lấy ở đâu. Đây là cái thông tin mà chúng ta phải suy nghĩ. Và có nhiều người đặt ra cái câu hỏi rằng là có thể nào gia đình em nghèo khổ quá nên là không có tiền để điều tra hay không? Thì đây cũng có thể là một vấn đề thôi, bởi vì thực sự là chúng ta mà nói là bây giờ tất cả những cái việc làm thì đều phải có tiền. Và đặc biệt hơn nữa là em Nghĩa đã đi 1.000 cây số và em Nghĩa là một người học rất là giỏi. Đó, học rất giỏi và tham gia vào một cái trường đại học khoa học kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ đang nằm ở quận Thủ Đức. Nhưng mà Nghĩa lại bắt xe ôm đến trường đại học Vũng Tích và sau đó lại bắt xe ôm đến đi đến cái đường Hồ Văn Khiêm. Thì có nghĩa là cái quan trọng ở đây chúng ta phải nêu ra là Nghĩa đã đi 2 lần xe ôm nhưng chưa thấy báo chí đăng thông tin về cái việc là phỏng vấn người xe ôm thứ hai đó, và đặc biệt là người thứ hai có liên quan gì hay không. Nhưng mà kết luận lại thì bây giờ cái vụ án này họ đã kết luận rằng Nghĩa là đi tự tử, bởi vì là không có dấu hiệu, không có dấu vết ở trên người cả. Và đặc biệt hơn nữa là họ đã xét nghiệm ở khoang ngực là có độc chất, nhưng mà cũng chắc chắn rằng là phải có như thế nào đó thì họ kết luận rằng là Nghĩa đi tự tử. Và cái nguyên nhân ở đây họ nói rằng là do áp lực học hành chứ không phải là vì là có cái nguyên nhân nào đó hay không. Bởi vì là có nhiều người phân tích thì mỗi người chúng ta phân tích theo một yếu tố khác nhau. Và đặc biệt họ chỉ nói rằng là thương em Nghĩa quá, bởi vì em Nghĩa là một người học rất giỏi, đặc biệt là học giỏi và theo trường đại học để em có thể là làm một cái kỹ sư cho riêng bản thân mình. Em học rất là giỏi nha quý vị. Đó, nhưng mà không hiểu tại sao là em đi vô Sài Gòn là trong túi em có 1.400.000 và số tiền còn lại thì không phải là gia đình em không có mà đã chuyển cho bà chị ở trong đấy rồi, bởi vì không cho Nghĩa cầm theo nhiều tiền. Quý vị hiểu không? Chứ không phải là Nghĩa không có tiền. Là trên người Nghĩa chỉ có 1.400.000 đồng thôi. Và lúc mà vớt xác lên thì cái ông vớt xác vẫn nói là trong người em vẫn có tiền khoảng từ 1 đến 2 triệu nha quý vị. Có nghĩa là thấy trong người có khoảng 1 đến 2 triệu. Như vậy thì tiền xe của em là ai trả? Tiền ở khách sạn một ngày, một đêm ai trả? Bởi vì ở từ sáng ngày hôm 12 và đến tận sáng ngày hôm 13 thì camera mới thấy rằng là em đi ra sông Sài Gòn. Thì chúng ta có thể thấy rằng là cái có thời gian ở một ngày một đêm, mà nói là ở Sài Gòn thì rẻ nhất một ngày một đêm cũng rơi vào tầm độ 300-400 ngàn, cộng với thêm tầm độ 300 ngàn tiền xe nữa thì nó sẽ rơi vào tầm độ 700-800 ngàn. Như vậy thì cái số tiền em còn lại thì nó chỉ rơi vào tầm độ vài trăm ngàn thôi, chứ không được đến tầm 1 triệu đâu. Đó, cái thông tin chính xác thì mình cũng không biết, bởi vì là chỉ có nói rằng là đến sáng ngày 13 tháng 2 là 3 giờ 55 phút là em có đi ra bờ sông. Đặc biệt hơn nữa thì cái thông tin hiện nay có thông tin cho rằng là thi thể của Nghĩa đã nổi lên từ hôm trước 14 tháng 2. Nhưng mà khi cơ quan chức năng họ đến thì đã bị chìm xuống và phải đến sáng ngày 15 tháng 2 thì mới tìm thấy xác của em. Đây cũng là cái thông tin mà chúng ta có thể nói rằng là khiến dậy sóng dư luận. Và hiện nay có rất nhiều người có những cái suy nghĩ khác nhau. Và nhiều người thì tỏ ra rằng là không tin là em Nghĩa đi tự tử. Vì sao? Bởi vì em đi 1.000 cây số. Và gia đình em cũng có thắc mắc rằng là tại sao Nghĩa học trường đại học khoa học kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh là ở quận Thủ Đức, và tại sao Nghĩa lại bắt xe ôm đến trường đại học Vũng Tech. Đến bây giờ thì gia đình vẫn chưa hiểu được. Và chắc chắn là cái câu chuyện này không chỉ riêng chúng ta thắc mắc mà cả gia đình em Nghĩa hiện tại cũng vẫn chưa biết được cái nguyên nhân vì sao em Nghĩa đi tự tử. Và lý do vì sao em Nghĩa lại có thể nói rằng là không có để lại bất cứ một cái gì cả. Bởi vì theo thông tin từ gia đình nhá, mẹ em Nghĩa nói rằng là vào tối ngày hôm trước là 9 giờ thì mẹ Nghĩa vẫn gọi cho Nghĩa được và bảo Nghĩa rằng là Nghĩa không đeo khẩu trang. Và mẹ Nghĩa vẫn nói rằng là em có đeo khẩu trang vô dịch bệnh.
thì lúc đó Nghĩa vẫn biểu hiện bình thường và tâm trạng cũng rất là vui. Nhưng mà có một cái thông tin là tại sao vào đến bến xe miền Đông, dù đã được gia đình nói rằng là khi vào đến nơi là phải liên hệ cho chị ngay, và tại sao Nghĩa lại không liên hệ cho chị? Đây là một cái thông tin mà chúng ta đáng phải suy nghĩ. Bởi vì là theo thông tin của người chị của Nghĩa thì chị của Nghĩa nói rằng là lúc tầm 4-5 giờ sáng đến bến xe miền Đông, thì có nghĩa là xem lại trên Messenger thì Nghĩa đã không online 1 giờ trước đó. Và cái thông tin này thì có thể nói là suốt ngày hôm đó thì không liên lạc được với Nghĩa nữa. Và trích xuất camera thì Nghĩa có mang một ba lô, mang theo một cái vali. Nhưng khi em ở sông thì chỉ có một cái ba lô thôi, thì mình tin rằng là cơ quan công an họ đã lấy được cái vali về rồi. Nhưng điều tra hay không thì chúng ta phải nói rằng là đấy là một câu trả lời, đúng không? Bởi vì là có cái vali rồi và có cái điện thoại rồi, đó sẽ là cái bằng chứng cuối cùng có thể rằng là điều tra cái nguyên nhân của em Nghĩa. Nhưng căn bản là người nhà có yêu cầu điều tra hay không mới là quan trọng. Bởi vì người nhà không có đủ điều kiện để điều tra thì công an họ sẽ không điều tra, bởi vì họ đã kết luận hồ sơ rồi, đúng không? Bởi vì là họ đã đưa những cái bằng chứng rằng là camera rồi những cái dấu hiệu trên người không có cái dấu hiệu là phạm tội, nên là họ mới kết luận rằng là em Nghĩa tự tử là có cơ sở. Nhưng chúng ta hiện nay chỉ thắc mắc rằng là tại sao không ai giải thích cho chúng ta. Bởi vì tại sao lại có hòn đá 10 kg, và em nhảy xuống sông ở chỗ nào, và tại sao lại không có công bố về cái điện thoại có cục quả nhớ hay không. Và chúng ta phải thắc mắc một câu như thế này là tại sao khi em Nghĩa đã qua đời rồi thì lại không có bất cứ một trang báo chính thống nào đăng tải rằng là công an đang khôi phục điện thoại, công an đang điều tra ở khách sạn. Không có. Vì sao vậy quý vị? Có thể là lúc em Nghĩa chết đã qua đời một cái là dừng hết luôn, cứ là không điều tra nữa, đúng không? Còn nếu như điều tra thì chắc chắn báo họ sẽ phải đăng thông tin là đã khôi phục điện thoại nhưng không phát hiện gì thêm, thì chúng ta sẽ có cảm thấy rằng là nó sẽ thuyết phục hơn. Bởi vì ở đây thì sẽ không có một cái bài báo đăng tải sau cái ngày đó nữa, thì có nghĩa là cái kết luận ở đây là có thể là vẫn có cái hướng đi mới, nhưng chúng ta vẫn chưa được biết cái thông tin gì. Nên là hiện tại em sẽ vẫn tìm hiểu cái thông tin mới nhất về cái việc là ông xe ôm thứ hai chở Nghĩa đến trường đại học UTEC là ai, để có thể là cung cấp cho tất cả quý vị khán giả trong những cái video sau. Và mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ em trên con đường là có thể đòi lại công bằng và giúp lại tiếng nói để có thể là làm hông nắm lại sự việc. Đặc biệt là sẽ theo yêu cầu của mọi người là nhờ công an sẽ điều tra lại cái vụ án này, xem có gì uẩn khúc hiện nay mà chưa được giải thích, thì chúng ta sẽ có những câu trả lời thích đáng. Ví dụ như là điện thoại của em khôi phục lại có những cái thông tin gì đó, và cái vali của em còn lại ở nhà nghỉ có cái gì dấu hiệu bất thường hay không. Bởi vì em không thể nào mà trả phòng mà em lại không đem theo một cái gì được, em chỉ đem theo một cái ba lô thôi, thì chúng ta cảm thấy rằng là nó có cái điều gì đó. Và cái động cơ em đã bỏ hòn đá vào ba lô để làm gì cần phải được giải thích. Rồi, và cái video này thì em sẽ dừng ở đây. Em cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ em trong cái video này. Quý vị khán giả sẽ like, comment và đặc biệt là để lại những lời comment tích cực, và có những cái suy nghĩ gì có thể comment để bên dưới cái video này, để em sẽ đọc cái bình luận của từng quý vị khán giả và sẽ làm ở những cái video sau. Em xin dừng và chào tất cả mọi người. Và chào em Linh nha. Chào em Linh.